ơi, hôm nay mấy đứa nhỏ nó đi học rồi, hai vợ chồng mình trốn đi son đúng mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ đi lên Polygon để mua đồ cho mấy đứa nhỏ, với lại coi có cái gì son không thì mình tạo thêm cho mình. Chút nữa Giang sẽ quay phim lại cho cả nhà xem nha. Tụi dân đã tới rồi. Bây giờ hả, đang ở trong Bắc Kinh của Polygon. Bây giờ nó vắng que vắng quýt mọi người, tại vì hôm nay thứ hai á, không ai đi shopping nhiều, thành ra là vắng lắm. Hôm nay có mình bọn dân đi. Bắc Kinh nó vắng que luôn, màu xanh quá trời, mọi người thấy không? Hở mà cái xe nào mà đậu vô chỗ á, rồi á là nó sẽ có hiện lên màu đỏ. Nó hiện lên màu đỏ nè, chỗ xe dân nè. Cái này là đi lên là đi lên hướng đồ hiệu nè, khi mạc lá đằng kia nè, là mình đậu đúng rồi đó. Đậu ngay cái hồ nước là đúng rồi. Em nhớ vậy á. Chết cha rồi, quên em cái mắt kiến rồi. Nắng quá trời nắng luôn, hôm nay trời nắng đẹp ha. Mọi người ơi, hai vợ chồng Văn đã tới cái khu Polygon rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống khi mạc trước. Tụi Văn khoái mua đồ khi mạc tại nó rẻ mọi người. Xong rồi mua cho mấy đứa nhỏ. Tại mấy đứa nhỏ nó mau lớn nhanh lắm, mình mua mấy cái đồ đó cho nó bận rồi cái qua đợt là mình dục thôi. Rồi, hai vợ chồng trốn con đi shopping. Không biết hôm nay mua được cái gì nữa trời. Để chút nữa nếu mà mua gì thì Văn khoe mọi người nha. Tụi dân tới khi mạc rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đi lựa đồ nha. Mình đi coi cái túi sắt gì kia, mấy cái đồ lặt vặt trước. Coi cái gì mới không? Nè mọi người coi mấy cái túi hoạt hình dễ thương, cái mấy cái của Disney á dễ thương lắm nè, coi nè. Mấy cái này rẻ lắm mọi người, có 4-5 đồng một cái à. Xinh không? Em đẹp không? Đẹp, hết tầng lấy luôn. Rồi mọi người ơi, mới đi lựa được chút xíu cái ổng đói bụng rồi, giờ phải đi ra đi ăn nè. Nè cái thằng quản lý nè, để hỏi nó thôi coi. Tại cái bà xếp hàng nó làm biến á, chứ ở trong kho nó có sao không? Bè quý. Thì bởi vì em mới nói là gặp cái thằng đó, thấy cái thằng đó là nó là manager đây, hỏi nó. Tính tiền đâu trên đây. Đây nè, tính tiền nè. Tính tiền nè, bên khu tính tiền nè. Chết mẹ vậy, thôi lên lầu tính đi. Lên lầu cũng có chỗ nữa. Quý, lên lầu có chỗ. Đi, lên lầu đi. Lên lầu có hả? Có.
Đi. Về đi liền. Ủa rồi. Mua mới được có mấy xíu à. Em đang suy nghĩ em có nên lấy cái áo 20 đồng đó không ta. Cái áo màu trắng đó bằng bộ đồ tiết đẹp lắm. Hanh. Rồi, tụi dân mới mua được chút xíu cái nó đói bụng giờ phải đi ra đi ăn mọi người. À, mua được mấy bộ đồ cho tụi nhỏ nè. Mua mấy cái quần cái áo này kia đó. À, mọi người ơi, bây giờ tụi dân sẽ đi ăn mọi người, tại bên này là 12 giờ rồi, nó đói bụng. Đói bụng quá rung rồi không lựa được nữa. Bây giờ sẽ đi kiếm đồ ăn ăn nha. À, đi kiếm cái quán sandwich nào đó mình mua ăn bọc tê rồi á, cái mình lại mình ngồi mình ăn. Rồi à, chút nữa mình đi shopping tiếp nha. Nhưng mới mua được có một chút xíu đồ à. Đang lựa tiếp rồi cái nô nó đói bụng quá. Rồi mọi người ơi, bây giờ tụi dân sẽ đứng đây đợi để mua sandwich. Mình sẽ ăn thử cái tiệm sandwich Italian này. Tại vì từ đó giờ tụi dân đi toàn là ngồi nhà hàng, không chưa bây giờ mua mấy cái ăn bọc tê này đó, mà hôm nay là nhà hàng không mở, chỉ có mấy cái này thôi. Mình sẽ ăn thử nha. Ui, nó giống như cái bánh hamburger thôi anh. Trời, nó mỏng quá anh ơi. Richard. Đi. Ở đây là sẽ cái thợ làm, cái bếp làm. Nó mỏng như là một cái bánh khét vậy đó. Cái tiệm này nó tên là Lunico mọi người. Ăn thử coi là sao chứ thấy sống nhăn rồi đó. Em thấy là không ngon rồi đó. Nói chung là ăn thử rồi à. Em là cái bánh tròn á. Mà chút này em kêu nó quấn lại cho em giống như là cây bắp vậy. Mẹ nó, mẹ em kêu nó thì nó làm, nhưng mà em yêu cầu nó là quấn lại giùm em chứ để vậy sao ăn. Của em là dầu ô liu mà. Nô đó bụng quá, ăn quá trời luôn. Đây chụp tấm hình coi. Mọi người ơi, cái bánh này á là mình nhìn thấy nó làm không thấy hấp dẫn lắm, nhưng mà ăn vô thấy ngon mọi người, ăn ngon lắm á. Rồi mọi người ơi, sau khi ăn xong rồi thì tụi dân đi cắt lại một mé đồ hồi nãy mua đó, cắt vô xe trước xong giờ mình đi shopping tiếp mọi người. Tại vì sách theo lùm xùm á, mất công xe đậu gần.
mình vô mình cắt rồi xong rồi mình đi tiếp. Mọi người ơi, bây giờ hai vợ chồng mình mua đồ xong rồi, giờ đang đứng đợi tính tiền, đông quá trời đông luôn. Mọi người ơi, sau khi mà mua được chập đợt thứ hai nữa thì bọn mình ghé trà sữa Woco, ghé tiệm Woco mua trà sữa uống rồi xong mình sẽ không biết có mở cửa không nữa, rồi mình sẽ đi vòng vòng đi về. Em phải chia nha. Em chia thì em chia cho. Tại vì bữa mua sen sắp mấy đồng. Đây là tiệm Woco á mọi người, đây là cái hệ thống nhà hàng Cheese Food, cái thực đơn người ta sẽ để là cái căng tin Việt để dân đưa cho mọi người coi. Mình mua về, mình mua đồ ăn với lại mình mua nước ở đây á thì họ sẽ để như thế này nè. Họ để là căng tin Việt đây nè mọi người. Đó. Đây là cái hệ thống nó là một cái sen bán đồ Asiatic, bán đồ ăn Asiatic của người Việt mình luôn nha mọi người. Big Boss của nó là có khi là nghĩa là gì không? Do không biết là chủ chánh Big Boss của nó là người Việt Nam không, nhưng mà cái này là có liên quan tới căng tin Việt. Ừ, đúng rồi. Tại vì cái này nó là cái sen, tức là toàn nước Pháp đi chỗ nào cũng ở trong những cái trung tâm thương mại là mọi người sẽ thấy có cái hệ thống Woco này. Hồi kỳ tụi dân đi Lyon á, nó cũng có. Rồi đi Nice nè, đi Cannes nè, đi Marseille nữa cũng có. Rồi ở trên đây nó cũng có nữa. Đây, cái ly nè. Gọi ly trà sữa của Nô nè. Tụi mình mua trà sữa uống mọi người ơi. Không để đá ha. Nó làm lạnh không ạ, không có để đá ngộ. Mọi người, cái ly trân châu của dân, trà sữa trân châu. Hôm nay đang hot trà xanh quá, trời ơi, uống trà xanh cũng dám chụp hình luôn á. Thiệt á, hôm nay ai cũng ghét trà xanh thành ra. Cái trend trà xanh ở bên Việt Nam. Thì trà xanh là giống như mấy đứa mà giả bộ ngây thơ rồi xong đi giật bộ người ta đó. Nên Việt Nam nó có cái từ trà xanh là nó ghét á, biết không? Trà sữa mọi người ơi, đi shopping xong uống trà sữa xong rồi hồi cái mình đi về. Mà nó không để đá luôn em. Không có gì. Không có gì hết ha. Mọi người ơi, dân với Nô ăn uống xong rồi, đi shopping xong rồi, bây giờ thì giờ chuẩn bị đi ra ngoài học kinh đi về. Giờ từ đây mình chạy về dưới là cũng khoảng 3 hơn nhiêu, gần tiếng, 45 phút mọi người. Rồi cái video đi shopping ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nha. Rồi mọi người ơi, này mà có tụi nhỏ đi theo là không có chỗ ngồi luôn á. Rồi hôm nay shopping cho mấy đứa nhỏ xong rồi, bây giờ mình đi về đây.